xuất những cái nhà lưới để đảm bảo như thế này thì nó có tốn kém lắm không ạ? Cái đầu tư công nghệ cao này rất tốn kém. Một mét vuông nó khoảng độ tầm 350.000 để cho đến 400.000. Có nghĩa là nếu mà làm 1 hectare thì đấy này sẽ tốn khoảng 3 tỷ rưỡi đến 4 tỷ. 3 tỷ rưỡi đến 4 tỷ, một con số thực sự là nó sẽ cần phải có một sự đam mê và tâm huyết cực kỳ lớn đối với nông nghiệp thì mới có thể làm được. Xin chào quý bà con và cô bác đã quay trở lại với chương trình Làm Nông Cùng Chuyên Gia do Viện Nghiên cứu Sinh học Ứng dụng thực hiện. Và ngày hôm nay tôi đang có mặt tại trang trại xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Và đứng của tôi ngày hôm nay là một nhân vật hết sức đặc biệt. Và xin được trân trọng giới thiệu với quý bà con cô bác. Đây là ông Hoàng Văn Thám, giám đốc của Trung tâm Hợp tác xã Rau Quả Sạch Trúc Sơn, Chương Mỹ. Xin được chào ông ạ. Và ngày hôm nay thì rất vui khi ông đã đồng hành cùng với chương trình Làm Nông Cùng Chuyên Gia. Ông có thể chia sẻ cũng như là giới thiệu sơ qua những cái thông tin cơ bản về bản thân để quý bà con cô bác cũng có thể nắm được những cái thông tin về mình. Mời ông. Xin tự giới thiệu, tôi là Hoàng Văn Thám, tổng giám đốc Hợp tác xã Rau Quả Sạch Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Chúng tôi như vậy, trước nhu cầu về sản xuất của bà con nông dân thì chúng tôi đã thành lập cái Hợp tác xã Rau Quả Sạch Trúc Sơn vào năm 2016. Qua thời gian hoạt động thì hợp tác xã hiện nay đang như vậy có hai cái nội dung chính. Một là hợp tác xã tự thuê đất để như vậy sản xuất như cái trang trại chúng ta đang đây, là một cái trang trại liên kết giữa Hợp tác xã Rau Quả Thạch Sơn và Hợp tác xã Khoa học Công nghệ và Tiêu thụ Nông sản Chương Mỹ để thực hiện cái mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Ngoài ra thì hợp tác xã còn như vậy hợp đồng tất cả với 40 thành viên của các hộ để chúng ta sản xuất các loại rau rất đa dạng phục vụ cho cái thị trường tiêu thụ của thành phố Hà Nội. Hiện nay thì hợp tác xã đang như vậy là quản lý là 18,7 hecta. Trong đó thì có như vậy là 12,8 hecta là như vậy là chứng nhận Việt Gáp, còn lại là được chứng nhận cái Global Gáp. Dạ, cảm ơn chú với những chia sẻ vừa rồi. Như vậy thì chú Thám vừa chia sẻ là tổng cái diện tích cả cái trang trại này rơi vào đâu đó khoảng 18,7 hecta đúng không ạ? Cái trang trại này thì nó chỉ có 1,5 hecta thôi. Dạ. Với cái trang trại công nghệ cao thì 1,5 hecta, còn lại thì là như vậy là cái bà con nông dân như các cái hộ như thế này và các hộ chung quanh vệ tinh thì họ sẽ thực hiện cái hợp đồng như vậy là kế hoạch với hợp tác xã sản xuất cây gì, thời thu bao nhiêu, sản lượng bao nhiêu để hợp tác xã như vậy đáp ứng theo các cái hợp đồng đối với các cái siêu thị như là bệnh viện hay là các cái trường học và các cái cửa hàng tiện ích thì đấy là cái tổng thể. Và một năm thì hợp tác xã thu hoạch thu mua cho bà con nông dân khoảng độ tầm 800 cho đến 1.000 tấn rau các loại. Vâng ạ, một con số hết sức ấn tượng. Chú Thám có thể chia sẻ cho quý bà con cô bác đang theo dõi chương trình là trên cái tổng diện tích hiện tại mình đang sản xuất như thế thì có những cái giống rau củ quả nào hiện tại đang có mặt trên hợp tác xã của mình được không ạ? Đối với này, cái khu trang trại công nghệ cao này được đầu tư tương đối bài bản thì chúng tôi đang trồng những cái cây như vậy là cao cấp hơn, đó là cây dưa lưới, cây dưa chuột, cây cà chua. Còn lại thì đối với bà con nông dân thì như vậy là chúng ta hợp đồng rất là đa dạng, trong đó có hai cái nhóm cây chính, đó là nhóm rau ăn lá gồm có cải canh, cải ngồng, cải ngọt, cải mơ, rồi là sụ bắp cải. Còn lại cái nhóm thứ hai là cái nhóm rau gia vị bao gồm là rau mùi, thìa là, tía tô, rồi là rau như vậy là rau như vậy gừng, xả, nói chung tất cả các loại rau gia vị thuộc nhóm rau để bà con như vậy là chia ra hai nhóm, một nhóm rau lá, một nhóm rau ăn quả. Dạ, cảm ơn chú ạ. Như vậy thì quý bà con cô bác có thể lắng nghe thấy rằng là trên trang trại của chú Thám hiện tại là có rất nhiều những cái thể loại rau quả từ những giống cây cao cấp như là dưa lưới đúng không ạ? Chú có thể cho cháu hỏi con một chút là dưa lưới này thì giống nó ở đâu được không ạ? Cái như vậy là dưa lưới thì chúng tôi như vậy phải mua, đa số là giống nhập khẩu từ Nhật Bản và như vậy là Israel một số, và như vậy của Hà Lan đấy, thì một số giống dưa lưới thì Việt Nam không sản xuất được thì tập trung tất cả đều phải nhập khẩu, chúng tôi nhập qua một số công ty cung cấp. Cái dòng dưa lưới này thì khi mà chú nhập về thì trong quá trình với khí hậu của Việt Nam thì có cái điều gì nó khó khăn khi mà mình sản xuất những cái cây này để mà thành những cái thương phẩm, những cái thành phẩm không ạ? Cây dưa lưới thì bản thân nó là một cây của khí hậu nhiệt đới.
Cho nên là cái đối với điều kiện ở Việt Nam, miền Bắc này thì chúng ta chủ yếu là trồng từ tháng cuối tháng 2 đầu tháng 3 cho đến như vậy là khoảng độ tháng 11. Đây cái đứa này là còn hai đứa dưa này là hai đứa cuối cùng sẽ thu hoạch vào như vậy là cuối tháng 11 và đầu tháng 12. Đấy là cái dưa lưới này. Chúng tôi còn hai ruộng này sẽ thu hoạch. Ruộng này thì còn khoảng độ 20 ngày nữa thu và ruộng kia là còn khoảng độ tầm 40 ngày nữa thu. Thì chúng ta sẽ kết thúc cái việc trồng dưa lưới và tiếp tục các ruộng bên này chúng tôi đã trồng dưa lưới xong rồi thì bây giờ đang cái thời kỳ chúng ta chuyển sang trồng là cà chua và dưa chuột và một số cái cây như vậy là đơn giản hơn như là có thể dùng thêm súp lơ và những một số cây để nấp vào cái thời gian mà chúng ta vào cái vụ đông. Còn lại cái nhà này chủ lực là sẽ là trồng dưa lưới. Như vậy là chúng ta sẽ liên tục xem canh vào cuối vụ. Nếu như mà những cái vụ dưa lưới đến cái vụ thu hoạch rồi thì ngay lập tức là mình cũng sẽ có những cái giống cây trồng khác để gieo giống ở trên cái khu vực đất của mình, đúng không ạ? Đây cái dưa lưới này thì một năm sẽ mỗi một cái nhà này trồng 3 vụ. Bắt đầu gieo trồng từ lúc như vậy là khoảng tầm mùng 5 tháng 3 cho đến kết thúc là như vậy là khoảng 15 tháng 12. Và khi đó thì chúng ta còn cái đất thời gian nó như vậy dài thì chúng ta sẽ trồng thêm một số cây vụ đông. Nhưng mà chủ lực thu nhập là đối với những nhà lưới này là chủ yếu là từ dưa lưới. Tập trung vào chính vào dưa lưới. Chính vào dưa lưới. Như vừa rồi chú Thám chia sẻ là 3 vụ dưa lưới thì nó sẽ kéo dài đâu đó cho khoảng 9 tháng từ tháng 3 đến tháng 12 đúng không ạ? Có tháng 1, tháng 2 thì chúng ta nghỉ ngơi qua một chút, sau đó lại bắt đầu tiếp tục những cái vụ dưa lưới mới. Chú Thám có thể cho cháu hỏi qua một chút là khi mà mình nuôi khi mà mình trồng những cái giống dưa lưới như này thì ngoại trừ những yếu tố về khí hậu như vừa rồi chú chia sẻ ra thì liệu những cái quả dưa lưới này có bị bệnh hay là có bị những cái góc độ yếu tố khác khách quan nhưng mang cái yếu tố nó tiêu cực ảnh hưởng? Đấy, cái dưa lưới thì như vậy là cây dưa lưới là cây tương đối khó tính. Cho nên là chúng ta thường thường đây thấy những cây này nó đang bị héo như này, nó đang bị một cái loại bệnh. Cái đây nó đang bị một cái loại nấm. Và thứ hai là những cây như này là nó đang bị bệnh nứt thân. Những cái giống mà cái giống này nó đang là một cái giống chất lượng rất cao. Đối với cái giống chất lượng cao này thì là nó đang bị bệnh nhiều hơn. Còn những cái ruộng mà chúng ta trồng với cái giống nó thông dụng như giống TL3 thì cái giống nó đỡ hơn. Nhưng mà muốn chất lượng cao thì kỹ thuật phải cao hơn. Cho nên là nó cũng sẽ nguy cơ là bị bệnh nhiều hơn. Cho nên là cái chính là chúng ta phải có cái để xử lý. Một là chúng ta chỉ trồng đất thì chúng ta chỉ trồng một lứa thôi. Còn lại chúng ta phải trồng ở trên cái bầu giá thể. Để khi trên bầu giá thể thì chúng ta sẽ hoàn toàn xử lý được cái mầm bệnh. Nhưng mà trồng trên giá thể thì cái giá thành nó cao. Cho nên chúng ta tận dụng một lứa chúng ta trồng đất. Một năm ta trồng 3 lứa thì chúng ta trồng 2 lứa trên giá thể. Và một lứa chúng ta trồng đất đây. Nhiều trồng đất đây cái tỷ lệ những cái chỗ bên này nó cũng đỡ hơn. Nhưng mà cái tỷ lệ bị bệnh cũng tương đối nhiều. Dạ. Ngoại trừ cái cách khắc phục liên quan tới phương pháp là trồng trên giá thể hoặc là trồng trên đất có những cái yếu tố phù hợp ra, thì khi mà những cái cây dưa lưới này bị bệnh thì mình có nên sử dụng những cái thuốc gì hay là những cái phương pháp gì nó mang yếu tố dân gian để mà gọi là chữa trị cho những cái giống cây lưới này không ạ? Cái dưa lưới này thì cũng phải dùng một vài cái loại thuốc thuốc trừ bệnh để chúng ta có thể trừ được cái như vậy là cái bệnh này. Tuy nhiên thì hiệu quả nhất vẫn là chúng ta phải là cái làm cho có 3 cái vấn đề để làm cho cây dưa lưới đỡ bệnh. Một là chúng ta phải môi trường là phải sạch, đất phải sạch. Nếu trồng giá thể chúng ta phải được ngâm vào nước vôi có cái bể kia, chúng ta sẽ ngâm nước vôi hết, sau đó chúng ta làm cái giá thể sạch. Còn đất thì chúng ta phải được ủ như vậy thời gian ít nhất là 3 tháng, sau đó chúng ta trồng. Thứ hai là chúng ta phải bón phân một cách cân đối. Khi chúng ta chạy cái dinh dưỡng, nếu mà trên đất này thì nó chúng ta sẽ có bón lót, nhưng mà khi chúng ta trồng giá thể thì hoàn toàn nó sẽ phụ thuộc vào cái dinh dưỡng như dạng là thủy canh trên giá thể, trên sơ dừa, thì chúng ta phải cân đối cái dinh dưỡng. Và ngoài ra chúng ta phải dùng một số cái nấm đối kháng như cái để cho mà chúng ta bón thân vào giá thể để cho nó làm đối kháng cho nó như vậy tự như cân bằng cái nấm với cái bệnh ở trên cái giá thể. Ngoài ra thì trường hợp đặc biệt thì chúng ta cũng sử dụng một vài loại thuốc như để chúng ta có thể phòng cái bệnh. Cảm ơn chú với những chia sẻ hết sức hữu ích vừa rồi. Cháu tin rằng là với những chia sẻ của chú Thắng thì những bà con hiện tại đang làm cái mô hình về dưa lưới trên cả nước thì cũng sẽ có thêm được những cái kinh nghiệm để mà có thể chăm sóc những quả dưa lưới nó đạt được chất lượng và hiệu quả. Chú Thám có thể chia sẻ giúp cho cháu rằng là những cái quả dưa lưới này thì khi ra thị trường gọi là đạt chất lượng thương phẩm đi ạ, thì là trung bình cái trọng lượng của một quả dưa lưới sẽ rơi vào đâu đó khoảng bao nhiêu kg ạ? Cái đối với dưa lưới, đối với tùy theo giống, như đối với cái giống này chúng tôi đang trồng cái giống này trung bình thì nó khoảng 1,5 kg.
Thì cái giá bán bây giờ thị trường năm nay thì dư lưới do cái tình hình dịch bệnh Covid trên cái dư lưới giá nó rất rẻ. Mỗi năm chúng ta có thể bán được 35-40.000 một cân, nhưng hôm nay chúng ta chỉ bán được 30-32.000 một cân. Có thời điểm như và căng thẳng về dịch là chỉ bán có 20.000 một cân thôi. Đấy, cho nên là mà cái giá thành trồng một cân dưa lưới nó sẽ dao động chung quanh khoảng độ tầm 22-25.000 một cân. Thì nếu mà chúng ta bán dưới 25.000 là chúng ta sẽ không có lợi nhuận. Dạ. Còn bán từ khoảng 30.000 trở lên thì chúng ta sẽ có cái lợi nhuận. Cho nên bây giờ chúng tôi phải kết hợp giao trồng với đất để giảm cái giá thành xuống. Đấy là cái. Thì còn nếu như bình thường như mọi năm mà chúng ta dao động được cái giá 32-35.000 thì một cái nghìn mét vuông này, 1.000 m² này thì dưa lưới chúng ta có thể thu nhập được khoảng độ 2,5 tấn dưa lưới. 2,5 tấn thì chúng ta cũng phải thu, có thể nếu mà chúng ta bán cái giá 30-35 chúng ta có thu được khoảng 75-80 triệu một đứa trên 1.000 m². Dạ, cảm ơn chú với những chia sẻ vừa rồi ạ. Chú Thắng có thể cho cháu hỏi qua một chút là những quả dưa lưới này của mình chắc chắn là sẽ xuất hiện ở rất nhiều những cái thị trường ở trên tỉnh thành của Việt Nam chúng ta đúng không ạ? Thì hiện tại là với những cái giống dưa lưới đến từ hợp tác xã rau củ quả sạch Trúc Sơn của mình thì đang có mặt ở trên những cái tỉnh thành nào hay là những cái thành phố nào rồi ạ? Dưa lưới thì chúng tôi đang vào như vậy là có mấy cái điểm. Một là tôi đang đưa vào cái hệ thống siêu thị Bixi. Thứ hai là đưa vào các cái hàng tiện ích trên địa bàn thành phố Hà Nội. Còn Bixi tôi đưa vào Bixi tổng, từ Bixi tổng họ phân đi các cái tỉnh thành khác nhau. Đấy. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Và rất nhiều những bà con hay là những người tiêu dùng đang sử dụng sản phẩm dưa lưới này thì ngày hôm nay khi mà theo dõi cái chuyến hành trình của chúng ta thì cũng sẽ có một cái nhìn khách quan nhất, một cái nhìn cụ thể nhất về cái quá trình mà biến từ nguyên vật liệu trở thành những cái thương phẩm, những quả dưa lưới mà người tiêu dùng sử dụng ở trong những cái bữa ăn hàng ngày. Cảm ơn chú rất nhiều ạ. Chú Thám có thể cho cháu hỏi rằng là tình hình dịch bệnh vừa qua thì cực kỳ căng thẳng đúng không ạ? Như vừa rồi chú cũng chia sẻ là nó ảnh hưởng trực tiếp luôn tới cái doanh thu, tới cái cuộc sống của bà con hay thậm chí là như chú Thám. Thế thì trong cái quá trình mà trước dịch bệnh và sau dịch bệnh thì kết quả kinh doanh nó ảnh hưởng như thế thì mình cũng có những cái cách khắc phục như thế nào để có thể vượt qua với cái mô hình kinh doanh hiện tại của mình ạ? Như vậy là đối với tình hình dịch bệnh thì chúng tôi ở đây thứ nhất về cái tổ chức sản xuất. Thì chúng tôi có hai cái phần tổ chức sản xuất, một là tổ chức sản xuất bằng các trang trại, thì là tất toàn bộ công nhân là chúng ta phải ở đây để chúng ta đảm bảo cái vật cách ly cái nguồn lây nhiễm bệnh. Hai, chúng tôi có một cơ sở sơ chế để chế biến, thì đều với công nhân thì chúng ta cũng phải như vậy thực hiện cái việc giãn cách, thực hiện đúng cái 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế để làm sao phải đảm bảo. Còn toàn bộ cái thì đối với công nhân người giao hàng thì đều phải ở tập trung theo phương châm 3 tại chỗ để đảm bảo cái công tác phòng dịch theo quy định của Bộ Y tế, cũng như là tự cái doanh nghiệp phải bảo vệ cho chính doanh nghiệp của mình thì chúng ta mới có cái tồn tại và chúng ta phát triển cái ổn định được. Cảm ơn chú với những chia sẻ vừa rồi, hết sức tâm huyết và cũng luôn tuân thủ theo những quy định giãn cách tới từ nhà nước để làm thế nào mà chúng ta kinh doanh nhưng chúng ta cũng phải đảm bảo an toàn không chỉ cho chính bản thân của chúng ta mà cho các cán bộ nhân viên đang công tác ở trong hợp tác xã đúng không ạ? Trên hợp tác xã của mình thì hiện tại là đang có bao nhiêu nhân sự hiện tại đang làm việc tại đây ạ? Toàn bộ hợp xã thì chúng tôi đang có như vậy là công nhân viên có bây giờ có 32 nhân người. Trong đó thì trong dưới trang trại là trực tiếp là còn công nhân sơ chế chế biến và nhân viên để phục vụ cho cái công tác như vậy là lập kế hoạch rồi thu mua rồi giao hàng thì chúng tôi đang có 32 người, 32 lao động làm việc cho hợp xã. 32 lao động, một con số cũng hết sức ấn tượng. Chú Thám có thể chia sẻ giúp cho cháu là ngoại trừ những cái giống dưa lưới này ra thì hiện tại trong hợp tác xã mình có những cái giống cây trồng nào đặc biệt để có thể chia sẻ với quý bà con cô bác đang theo dõi chương trình không ạ? Ngoài cái dưa lưới là cái giống được ứng dụng trồng trong cái khu nhà màng công nghệ cao này thì chúng tôi đang cái một cái thương hiệu đặc biệt của hợp xã rau quả sạch Trúc Sơn, đó là cái rau gia vị, nhóm rau gia vị. Chúng tôi là đăng ký gần như độc quyền đối với tổng Bixi. Và như vậy bốn cái siêu thị lớn về top market ở trung tâm thành phố Hà Nội thì chúng tôi đang độc quyền cái rau gia vị. Rau gia vị bao gồm rau mùi, hành, hoa, rồi là thìa là, rồi là rau thơm, rồi là các loại rau thuộc nhóm rau gia vị. Chúng tôi đang làm độc quyền cái rau này. Còn các rau ăn lá thì chúng tôi thì cũng như vậy là thường xuyên cung cấp cho Bixi. Thì một ngày chúng tôi đang đưa vào Bixi bây giờ là khoảng độ tầm 1,5 tấn. Cảm ơn chú ạ. Chú Sáu chúng ta chắc là sẽ vừa chia sẻ và cũng giúp cho bà con cô bác lại có một cái nhìn khác nữa về những cái giống rau gia vị như vừa rồi chú chia sẻ. Chú có thể chia sẻ giúp cho quý bà con cô bác là trong cái quá trình mà khi mà mình sản xuất những cái giống rau gia vị như thế thì có những cái điều gì cần phải lưu ý hay là có những cái đặc điểm gì khi mà mình sản xuất những cái giống rau gia vị này không ạ?
cái rau gia vị thì nó là một cái nhóm rau thuộc như vậy khí hậu là ôn đới và á nhiệt đới, cho nên là để mà có cái rau gia vị quanh năm cung cấp cho thị trường thì chúng tôi đang phải như vậy cũng có những kỹ thuật đặc biệt, vùng các cái lưới che phủ rồi là kỹ thuật cao để mà có thể là tạm có một kỹ thuật đối với bất cứ cái điều kiện thời tiết nào. Chúng ta vì chúng tôi khi đã ký hợp đồng với chỗ tổng MC là chúng ta cấp rau gia vị quanh năm, thế cho nên là đối với mùa hè là việc sản xuất rau gia vị là hết sức khó khăn, cho nên chúng tôi vẫn phải có những cái phân cho các hộ chuyên nghiệp làm cái này và như vậy là thực hiện các quy trình kỹ thuật rất nghiêm ngặt để mới có được cái rau vào những cái tháng 6, tháng 7, tháng 8 là những tháng mà nắng mưa thất thường, rau gia vị rất khó phát triển, thì tôi vẫn có đủ cái hàng để cung cấp cho các cái yêu cầu của siêu thị UC. Cảm ơn chú ạ. Như vậy thì có thể đánh giá được rằng rau gia vị của chúng ta đạt rất nhiều những tiêu chuẩn khắt khe cũng như là qua những quy định để có thể lựa chọn là một trong những đối tác trực tiếp đến từ những hệ thống siêu thị lớn ở trong cả nước đúng không ạ? Với những cái giống rau gia vị như thế thì chú Thám có thể chia sẻ giúp cho quý bà con cô bác rằng là với rất nhiều những cái giống như là thì là này, như là hành này, như là mùi chẳng hạn, thì trong những cái giống rau gia vị như thế thì giống nào là giống mà trong cái quá trình mà mình sản xuất mình cảm thấy nó khó khăn nhất ạ? Có hai cái nhóm cái rau mùi, rau thìa là hai cái mà chẳng bây giờ cho đến tháng 3, tháng 5 thì rất là thuận lợi, nhưng bắt đầu từ tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 là cực kỳ khó khăn. Đấy, cái rau này là nó không phù hợp với cái điều kiện nhiệt độ cao, với nhiệt độ trên 30 độ C và nắng nhiều thì như vậy là chúng ta sẽ rất khó sản xuất, nên buộc phải chúng ta phải có che rất nhiều lần. Một là che như vậy là lưới, tầng lưới trắng rồi lưới đen rồi lưới cắt nắng rồi lưới cắt mưa, để khi đó chúng ta mới có được cái cây rau gia vị một cách đẹp đẽ để có thể bán ra thị trường được. Như vậy là ngoại trừ cái phương pháp vừa rồi chú Thám chia sẻ thì còn cái phương pháp gì giúp cho tăng cái hiệu quả, tăng cái năng suất của hai cái giống rau như chú nói là rất khó khăn khi mà sản xuất vào trong mùa hè đấy không ạ? Ngoài cái đó thì chẳng hạn chúng ta cần phải luân canh. Đó, cái rau bất cứ một cây rau gì là chúng ta phải luân canh. Có nghĩa chúng ta sản xuất rau trên đất là phải có cái đất dự phòng. Thì chúng ta làm như vậy là một hectare thì chúng ta phải có được cái nửa hectare để đất không, ủ đất sau đó chúng ta như vậy mới triển khai. Thì khi đó nó mới không bị rau gia vị thì có cái đặc biệt là nó không bao giờ có một loại sâu được ăn cả. Nhưng nó lại bị sang lên ruộng cà chua. Nhưng nó lại như vậy là bị một cái rất nhiều bệnh nấm. Cho nên nếu chúng ta nấm mà vi khuẩn ở dưới đất, khi nếu chúng ta không luân canh đất và chúng ta không xử lý đất tốt thì cái rau gia vị này là sẽ không phát triển được. Ngoài cái việc xử đất, nếu chúng ta không có đất thì chúng ta phải ủ đất với lại phân rồi lấm, sau khi chúng ta mỗi một nứa chúng ta lại rải một cái lớp đất mới lên để chúng ta gieo thì khi đó mới đảm bảo được. Chú có thể chia sẻ giúp cho quý bà con cô bác đang theo dõi chương trình sâu hơn và chi tiết hơn một chút về cái phương pháp ủ đất như vừa rồi chú? Rất là hứng thú và cháu nghĩ rằng là cái phương pháp ủ đất này cũng là một trong những cách thức tốt nhất để giúp cho bà con cô bác cải thiện cái chất lượng của những cái giống rau gia vị. Cái ủ đất ấy thì như vậy là chúng ta đang chẳng hạn như đất như này chúng ta phải có mỗi một lần xong chúng ta lại một lần gieo rau gia vị xong đến cái mùa thì chúng ta lại hớt một lớp đất khoảng 5-7 phân, chúng ta đánh đống lên ủ một phân chuồng và như vậy các cái men vi sinh cho nó như vậy là xử lý hết các cái nguồn nấm bệnh đó, sau đó sau một tháng ra thì khi đó chúng ta mới lại như vậy là bỏ ra, chúng ta lại cho vào trồng. Đó. Thì khi đó thì các cái nấm bệnh trên đất nó được xử lý hết trên đấy thì cây rau nên rất là đẹp. Dạ. Cảm ơn chú ạ. Cháu xin phép có một câu hỏi nó hơi ngu một chút. Thường thì nếu như mà nuôi những cái con nuôi đi gia súc gia cầm đi thì ngoài uống ra thì cần phải ăn. Vậy thì những cái giống cây nông nghiệp như thế này, những quả dưa lưới vừa rồi hay là những cây gia vị hay thậm chí ở đây chúng ta đang đứng ở ruộng cà chua đúng không ạ, thì ngoại trừ là tưới nước hàng ngày ra thì có những cái phương pháp chăm sóc đặc biệt nào giúp cho cây có thể đạt cái hiệu quả phát triển nhanh không? Đây là toàn bộ cái hệ thống dinh dưỡng này sẽ được ở trong cái nhà điều hành kia. Thì nó sẽ đi theo cái này, dinh dưỡng thì ngoài cái việc bón thẳng vào các cái phân hai mục vào trong gốc cái này. Dạ. Thì chúng ta đây cái này là đây một cái tưới nhỏ giọt. Thì mình sẽ có một cái tổng điều khiển trong kia. Để được tưới hoàn toàn tự động. Để cho như vậy là tưới bổ sung nước và kèm theo dinh dưỡng vào đây luôn. Đó.
như vậy là một cái hệ thống cực kỳ là quy chuẩn và khắt khe về góc độ chất lượng. Những cái giống cây này của chú Thám thì hiện tại chắc là đều cũng sẽ đạt những cái tiêu chuẩn như là Việt Gáp hay là những tiêu chuẩn tương tự đúng không ạ? Đây đang cái khu này đang sản xuất theo quy trình Grow Việt Gáp, theo thực hiện theo cái quy trình sản nông nghiệp tốt toàn cầu theo được chứng nhận của châu Âu. Hoàn toàn là đủ điều kiện để có thể xuất khẩu sang những thị trường nước ngoài như là châu Âu hay đã tiêu chuẩn Global Gap thì là chúng ta có thể đi toàn thế giới luôn, toàn cầu luôn. Đó. Những sản phẩm này của bên mình thì hiện tại đã có mặt ở trên những cái thị trường như thế chưa? Chưa, cái sản xuất của mình thực ra cái sản lượng của mình đang ít, cho nên là mình chưa đáp ứng cái sản lượng để đi được. Chúng tôi vừa rồi cũng đang đi chào một số, nhưng mà mình sản lượng ít quá cho nên chúng ta chưa đi nước ngoài được. Dạ vâng. Nhưng mà cháu tin chắc rằng là với cái tâm huyết của chú và nhìn những cái thành quả đến từ những cái gì khắt khe nhất, những cái gì quy chuẩn nhất như thế thì sản phẩm của mình sớm muộn thì cũng sẽ bay ra ngoài cái thị trường quốc tế thôi. Với những cái giống cà chua như thế này thì mình lại có những cái lưu ý gì với bà con khi mà mình sản xuất không ạ? Cái đối với giống cà chua này thì giống cà chua thì chúng ta chủ yếu là cái vấn đề sau này cũng là nó bị nấm bệnh. Ở trong này thì không có sâu rồi nhưng nó bị có thể bị nấm bệnh. Thì chúng ta lưu ý là chúng ta vẫn phải bón phân cân đối và như vậy xử lý môi trường cho tốt để làm sao mà chúng ta hạn chế đến mức thấp nhất cái việc là sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Nó gây ô nhiễm môi trường và có thể là về an toàn thực phẩm chúng ta sẽ phải đặc biệt chú ý đối với những cái cây cà chua này nó sẽ dùng để ăn salad hoặc một số các cây khác chúng ta có thể ăn trực tiếp luôn, cho nên chúng ta phải lưu ý cái việc là đảm bảo an toàn thực phẩm. Dạ, với giống cà chua hiện tại đang sản xuất ở bên hợp tác xã của mình thì đây là giống cà chua gì chị ạ? Đây là cái giống cà chua 3500, cái giống cà chua cũng cà chua bình thường thôi. Vâng. Tức là không phải cà chua bi bé bé mà không phải cà chua bé bình thường đúng không ạ? 3500. Thường thì cái thời vụ mà đi từ sản xuất cho tới khi trở thành thương phẩm của giống cà chua này nó dao động rơi vào tầm trong khoảng bao nhiêu tháng ạ? Cái giống cà chua này thì nó 75 ngày thì bắt đầu thu hoạch, và thu hoạch liên tục khoảng 3 tháng thì sẽ kết thúc cái vụ cà chua để chuẩn bị chuyển sang vụ dưa lưới. Dạ, 75 ngày rồi, đâu đó rơi vào tầm khoảng 2 tháng rưỡi hơn 2 tháng rưỡi một chút đúng không ạ? Là mình sẽ có thể chuyển đổi đến từ góc độ là sản xuất và thu hoạch thương phẩm rồi. Với những cái giống cà chua này thì có những cái đặc điểm gì cần lưu ý như là về yếu tố thời tiết này, như là yếu tố mà dịch bệnh dịch biếc với những cái cà chua như thế này không ạ? Cái cà chua này thì chủ yếu là tôi vừa nói thôi, đang nó bị một cái lại nấm sương mai. Vâng. Nấm sương mai nó rất là nặng, cho nên là cần phải như vậy là tùy điều kiện thời tiết thì chúng ta có thể điều chỉnh cái âm độ trong này làm sao cho phù hợp để hạn chế cái bệnh sương mai. Dạ. Cháu đang thấy có một chi tiết rất thú vị ở đây mà cháu cũng đang thắc mắc suốt từ nãy giờ là không biết là những cái sợi dây này. Cái dây này đấy để chúng ta căng cho dưa lưới. À, căng cho dưa lưới đúng không ạ? Đó. Tức là sau khi mà sản xuất những cái vụ cà chua này thì chúng ta lại sang canh cuối vụ để chúng ta sản xuất rồi, sản xuất lưới. Cái dây này dây cho dưa lưới, còn cái cà chua này chúng ta lại phải làm cái kiểu khác. Thường thì cái chi phí mà sản xuất những cái nhà lưới để đảm bảo như này thì nó có tốn kém lắm không ạ? Cái đầu tư công nghệ cao này rất tốn kém. Một mét vuông nó khoảng độ tầm 350.000 cho đến 400.000. Có nghĩa là nếu mà làm 1 hectare từ đấy này sẽ tốn khoảng 3.5 tỷ đến 4 tỷ. 3 tỷ rưỡi đến 4 tỷ, một con số thực sự là nó sẽ cần phải có một sự đam mê và tâm huyết cực kỳ lớn đối với nông nghiệp thì mới có thể làm được. Đây là cái các cái sơ dừa sau khi ở trong ruộng như này, mình sản xuất xong mỗi lứa xong thì mình chuyển hết ra và chúng ta đổ vào đây. Đổ vào đây xong đó thì nước vôi trong để phải hòa nước vôi vào đây. Sau đó thì chúng ta vào đây ngâm. Ngâm như vậy là 7 ngày xong ta xả đi, ngâm tiếp 7 ngày nữa. Sau khi ngâm xong 2 đợt đấy thì chúng ta thử cái độ pH. Chúng ta bắt đầu rửa đi. Chúng ta cho nước vào ngâm tiếp để chúng ta rửa hết cái đó và chúng ta có máy đo pH để đảm bảo cái pH ở đây thì nó đảm bảo ở cái khoảng là 5,8 cho đến 6,5. Thì cái đó chúng ta đủ điều kiện để chúng ta đóng vào bầu để chúng ta chuẩn bị trồng cho vụ mới. Như vậy vừa rồi là một quy trình để làm thế nào mà ủ phân đạt chất lượng cao và giúp sản xuất ra những cái giống cây trồng mà đạt hiệu quả tốt, xuất ra thị trường với những cái chất lượng tốt nhất đảm bảo đến từ những tiêu chuẩn như vừa rồi chú chia sẻ, như là về châu Âu hay là về những góc độ mà có thể xuất hiện ở trên những cái giá kệ của siêu thị Việt Nam, đúng không ạ? Đó. Cảm ơn chú. Như vậy, chuyến hành trình tại Hợp tác xã Rau Quả Sạch Trúc Sơn ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới quý bà con cô bác đã theo dõi và luôn luôn ủng hộ cho ekip chương trình Làm Nông Cùng Chuyên Gia do Viện Nghiên cứu Sinh học Ứng dụng thực hiện. Và ngày hôm nay, trước khi kết thúc với chương trình, thì xin được
nhường lời tới chú Hoàng Văn Thám, chú có thể chia sẻ và gửi những cái lời nhắn nhủ tới quý bà con cô bác đang theo dõi chương trình ngay lúc này. Như vậy là chúng ta vừa được theo dõi cái chương trình như vậy, trải nghiệm cùng chuyên gia tại trang trại của Hợp tác xã Rau Quả Trịnh Sơn. Thì cho đến lúc này chúng ta phải thấy rằng là cái việc sản xuất nông nghiệp là cả một quá trình. Chúng ta phải đi từ sản xuất và đi đến thương mại và đến tay người tiêu dùng. Thì trong quá trình sản xuất, chúng ta có một vấn đề lưu ý với bà con và ở đây chúng ta lưu ý đối với cả người tiêu dùng. Đó là luôn luôn đảm bảo được cái yếu tố an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. An toàn thực phẩm không chỉ có vấn đề đối với người tiêu dùng mà ngay cả đối với người sản xuất cũng đảm bảo cái sức khỏe của người sản xuất. Và cái sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp cao, đòi hỏi có một cái kiến thức nhất định. Thì đối với nông dân chúng ta thì chúng ta cần phải như vậy là có cái sự giúp đỡ của những nhà khoa học, những người như vậy đã nắm bắt cái khoa học của thế giới, của Việt Nam để đưa vào sản xuất. Thì bà con chúng ta ứng dụng các cái tiến bộ học vào thì chúng ta chắc chắn là cái sản xuất nghiệp ta sẽ thành công. Nếu chúng ta có tâm huyết với nghề nông nghiệp, kết hợp với như vậy các nhà khoa học thì việc sản xuất chúng ta chắc chắn sẽ đa nặng hay hiệu quả chúng ta, và cái cuộc sống của bà con nông dân sẽ được nâng lên. Xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn chú Thám và những chia sẻ hết sức tâm huyết vừa rồi ạ. Và quý bà con cô bác hiện tại đang theo dõi chương trình, vui lòng có thể ủng hộ cho ekip Làm Nông cùng chuyên gia của chúng tôi bằng cách nhấn like và subscribe kênh YouTube Làm Nông TV và liên tục theo dõi cũng như cập nhật những thông tin về chương trình qua hai phương thức. Một, đó chính là fanpage Làm Nông TV. Hai là kênh YouTube Làm Nông TV. Và quý bà con cô bác nếu như quan tâm hoặc mong muốn học hỏi về mô hình sản xuất những cái giống cây trồng đang có mặt tại Hợp tác xã Rau Củ Quả Sạch Trúc Sơn của chú Hoàng Văn Thám, vui lòng có thể liên hệ số điện thoại và Zalo 0398788989. Xin được nhắc lại, số điện thoại và Zalo 0398788989. Một lần nữa, thay mặt cho ekip chương trình, xin được gửi lời chúc sức khỏe và niềm vui tới tất cả quý bà con cô bác đã luôn theo dõi và ủng hộ cho ekip chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.